Này, Trương Thế Vinh lúc nãy có nói về vấn đề đối ngoại, đối nội mà vấn đề sợ vợ thì có một người làm thương hiệu bằng thương hiệu sợ vợ đấy. Xin mời tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Vâng, xin cảm ơn anh. Thì tôi nghĩ thế này, ý kiến số 1 là tôi thấy nãy anh MC đọc đúng lắm. Thành công của người đàn ông đằng sau bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng anh đọc thiếu một vế nghiêm trọng. Mọi sự thất bại của thằng đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ thứ hai. Cho nên với người phụ nữ tử tế làm vợ thì họ là tác nhân thành công, và với cái con bồ mà tầm bậy nó là tác nhân thất bại. Và người đàn ông lúc nào cũng bị hai cái đó, đấy nó mới gay gò chỗ đó. Dạ, xin phép em xin hỏi thầy một câu này ngay lúc này. Thế thì bao nhiêu % người đàn ông có bồ hiện nay? Ông hỏi thế mà hỏi gì, đáng lẽ phải hỏi vậy thầy có không? Số liệu của Mỹ nó cho thấy thế này. Số dư bình quân của những người đàn ông sau khi đã có vợ thì bình quân hiện hữu đang có bồ là 40%. Còn nếu cả cuộc đời đã từng có bồ, chỉ trừ những anh một là dạng đường tăng, hai là thiểu não, ba là hỏng buzi, gần 100%. Cho nên các anh đừng nói nữa. Tục ngữ Đức nó có câu thế này này: mình cảm thấy mình có đạo đức vì mình chưa có cơ hội làm sai. Điều thứ hai là tỷ lệ có bồ của nữ là 12%. Khi mà nền kinh tế nó phẳng và nó bình đẳng tuyệt đối, tỷ lệ có bồ của người đàn ông nó đến mức bão hòa rồi. Nhưng tốc độ có bồ của nữ đang gia tăng chóng mặt. Và người ta dự kiến khi nó đạt 40% thì nó cũng dừng lại. Cho nên là bạn phải chú ý, người phụ nữ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng cho đó để làm hot. Nguyên cái đó không là phải sợ rồi. Mà sợ có gì là xấu đâu. Mệnh đề thứ hai đó là gì? Trong cái vở kịch ấy, nó phản ánh một cái chung, đó là cái anh chồng ấy, anh ấy thiếu một kỹ năng nghiêm trọng, giỏi về kinh doanh nhưng kiến thức xã hội kém lắm. Thì đây nó là cái phổ biến, chứ tôi không phê cái anh ấy cụ thể. Làm người chồng phải đủ 31 kỹ năng, mà trong đó kỹ năng của anh chàng này là kỹ năng từ chối. Người ta sẽ tiến hành từ chối tế nhị, nó có một chùm tế nhị. Người ta sẽ không bao giờ từ chối tế nhị với người không tế nhị. Cho nên trong trường hợp này gặp đối tượng như vậy không thể tế nhị được. Cho nên chỗ anh Vinh, chỗ anh Ninh cũng đồng thuận, nó có nhiều cái tia hồi quy để giải quyết. Cho nên đấy là ý sai. Cái thứ ba mà tôi muốn nói, linh hồn của cái việc sợ vợ nó chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, mày phải sợ. Thì chỗ này anh Hoàng nói đúng tuyệt đối. Người vợ người ta mạnh hơn người chồng, đặc biệt là vợ Việt Nam nếu nhìn chung do truyền thống để lại. Người ta nhẫn nại, người ta đồng cam cộng khổ, người ta nghiến răng, người ta bền bỉ mà như một thuộc tính, không kẻ nào không sợ vợ cả. Dạng thứ hai là tôi cao thủ hơn vợ tôi, thì lúc này bắt đầu là sợ vợ chủ động đấy. Nó là một sự cao thượng, nó là một sức mạnh. Cho nên là gặp trường hợp vợ có quá một tí, vợ có không hợp lý một tí thì tôi nghe lời có sao đâu. Đấy thực ra là cao thượng, ở đây là chiều chuộng, ở đây là nhẫn nại tuyệt vời lắm. Vậy thì khi vợ tôi gặp một tình huống nào đó, khen liền. Khen là biểu tượng của thằng mày. Và tôi sai một cái gì đó thì lập tức tôi xin lỗi vợ. Thế tại sao anh này không xin lỗi vợ anh? Rất nhiều không vượt qua được chính mình. Xin lỗi là một biểu tượng của kẻ cực mạnh. Và vợ làm cái gì đó, cảm ơn. Cảm ơn là kẻ cực mạnh. Và một loài thứ ba tuyệt đối không được sợ. Khi mà người vợ sai, những cái đáng yêu bỏ qua, nhưng đã sai có những cái liên quan tới bản chất. Bất hiếu, bất hứa, bất nhân thì những cái đó không thể tha thứ được. Và ở nước cùng không cải tạo được. Chào thân ái và quyết thắng. Cái đó tuyệt đối không được sợ. Cái đó là không tha thứ được. Mỗi người trong hành động phải chủ động vẽ hình ảnh, người ta gọi là tạo nhân hiệu. Cái vợ mình nói về mình cái gì sau tấm cửa kính ấy thì đó là thương hiệu. Người chồng nói về mình cái gì trên bàn nhậu, đó là thương hiệu của cô vợ. Thì cái chuyện sợ và không sợ hoàn toàn chủ động đã lắm. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Cuối cùng tôi kết luận vẫn là những chủ đề quá hay. Quá hay. Cảm ơn chương trình. Vâng. Okay. Cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương, cảm ơn anh Lê Hoàng rất nhiều.